Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau blend màu cho cái tấm ảnh này ha. Thì do cái tấm ảnh này chụp ở cánh đồng hoa hướng dương, thứ hai là cái ánh sáng, cái lúc đó buổi chiều nó cũng khá là ra cái màu nhạt nhạt vàng vàng, cộng với lại cái màu của mái tóc người mẫu này nó ra một cái tông màu vàng vàng đục đục ha. Thì dựa theo đây mình sẽ blend cái này theo cái tông màu vàng luôn, nhưng mà nó trong trẻo, nó đẹp và nó ấn tượng hơn ha. Thì trước khi bắt đầu, mình xin gửi lời cảm ơn bạn Tuấn Linh đã chia sẻ cái tóc dễ thương này nha. Rồi mọi người có thể download cái file này ở cái đường link bên dưới phần mô tả video để chúng ta thực hành nha. Rồi trước khi đi từng chi tiết thì mình sẽ mở cho các bạn thấy cái kết quả mà chúng ta hướng đến nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại các bạn đang coi đó là cái ảnh gốc ha, đang là cái layer background. Thì sau khi chúng ta retouch xong thì nó sẽ ra như thế này, tức là mình đã chỉnh da và chỉnh dáng cho người mẫu ha. Nè, trước sau ha, trước sau. Rồi bây giờ mọi người coi mình phóng lên này, trước nè, sau nè, trước sau ha, đây nữa, trước sau, trước sau ha. Thì các bạn có thể download file này về để coi nha. Rồi sau khi chỉnh retouch xong thì mình qua khâu blend đó, cái màu blend xong nó ra như thế này ha, trước sau ha. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái layer color này đi, mình giữ lại cái retouch này ha, để đỡ phải làm lại, đỡ mất thời gian. Và bây giờ mình cùng với các bạn blend màu từng bước một để ra cái màu mà như hồi nãy chúng ta đã coi nha. Rồi đầu tiên các bạn nhấn vào đây, chọn cho mình cái công cụ đầu tiên là cái brightness contrast này nè ha, bởi vì tấm ảnh này hơi tối, cho nên đầu tiên là mình tăng sáng nhẹ lên một chút xíu nha. Đó, mình tăng nhẹ lên một chút như vậy nha. Rồi sau đó chuyển qua cái công cụ thứ hai là công cụ vibrance này nè ha. Mục đích cái công cụ này là mình chỉnh cho màu nó tươi hơn, thì cũng tăng lên cho màu nó tươi rồi ha, một chút thôi. Tiếp theo nữa mình sẽ chuyển qua công cụ là selective color ha. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ chọn chỉnh cái màu vàng đó, màu vàng. Thì cái màu vàng này hơi bị đục, mình sẽ pha thêm một ít màu cyan nữa cho nó tươi hơn chút, nó trong hơn chứ không phải tươi mà nó trong hơn đó. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ chỉnh đến kênh green, kênh màu xanh lá ha. Chọn qua green này ha, chúng ta sẽ tăng xanh cho nó một chút bằng cách là giảm magenta. Giảm màu magenta nghĩa là tăng màu xanh đấy các bạn. Đó, rồi sau đó bây giờ mình sẽ một số cái vùng này nó hơi tối này, vùng khuất này ha, mình sẽ làm cho nó sáng hơn lên để cho ảnh của chúng ta nó lung linh hơn ha. Thì các bạn chọn cho mình cái công cụ là level đấy. Thì hiện tại cái vùng tối của nó mình đẩy nó lên 5 đấy, thì ảnh cái vùng tối tự nhiên nó sáng hơn. Các bạn coi là thấy liền, nhìn này, trước này, sau này, đó nó sáng hơn ha, sáng cái vùng tối lên nhé. Ok, sau khi chỉnh đến đây rồi thì các bạn nhấn cho mình 4 phím là Control Shift Alt Net và phím E, 4 phím để chúng ta ghép hết tất cả các layer dưới này thành một cái layer bên trên, để chúng ta vào camera raw để chúng ta chỉnh sửa màu ở trong đây ha. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy thì nhớ đăng ký nha các bạn. Đăng ký để chúng ta sẽ cùng xem những cái video tiếp theo. Mình sẽ đảm bảo là sẽ chia sẻ nhiều video càng ngày càng hay ha, và chỉnh sửa nhiều ảnh hơn, nhiều style, nhiều phong cách màu hơn để các bạn tham khảo nha. Rồi, vô camera raw rồi ha. Thì đầu tiên là mình tăng sáng lên chút nữa để cho nó dễ chỉnh các bạn. Đó. Đó ha. Rồi sau đó thì khi tăng sáng như vậy thì mấy cái vùng áo là vùng highlight nó sáng quá, thì mình sẽ giảm highlight thôi, đơn giản ha. Giảm highlight, giảm white để cho vùng sáng nó bớt đi. Đó, shadow tăng một tí là xong. Đó ha. Rồi tăng contrast một tí bằng cách là tăng clarity này lên một tí xíu ha. Rồi tiếp theo mình sẽ làm cho màu nó rực rỡ hơn, mình bằng cách là đẩy hai thanh này lên 20, làm cho màu rực rỡ hơn. Thì khi mình đẩy cái này thì toàn bộ ảnh của chúng ta, màu của toàn bộ khung ảnh luôn, chỗ nào nó cũng rực rỡ hết. Thì như vậy mình được một cái tấm ảnh mà rực rỡ 100%,
Tuy nhiên khi mình làm như vậy thì nó sẽ có một số kênh màu, một số màu như màu xanh và màu vàng à, nó bị rực quá, thì lát nữa mình sẽ giảm hai cái màu đó sau ha. Rồi bây giờ các bạn qua cái curve này ha, qua cái curve, curve thì nó có hai tab parametric và point, thì các bạn chọn point nha để mình chỉnh contrast ở trong curve này một tí xíu thôi, nhẹ thôi. Thì nguyên tắc chỉnh curve á, nó có nhiều cách chỉnh, nhưng mà với mình thì đầu tiên bao giờ mình cũng chọn cái điểm giữa này này, mình chỉ con chuột vào đây mình nhấn một cái, mục đích là mình cố định cái điểm này không có di chuyển ha. Thì khi mình nhấn vào đây thì mình đã chia cái đường thẳng này ra làm hai phần, một là từ đây đến đây có nghĩa là vùng shadow, một là từ đây đến đây là vùng highlight. Bắt đầu mình sẽ chỉnh trên hai cái vùng này tách ra ha. Thì vùng muốn chỉnh contrast thì dễ, mình đẩy đẩy highlight, tăng highlight lên, giảm shadow một tí thì tự động ảnh nó contrast nó tăng lên thôi các bạn. Đó, chúng ta đẩy highlight lên, chúng ta giảm shadow xuống. Đó, mình sẽ cho các bạn coi nhé, trước sau đó contrast nó thay đổi không, các bạn càng kéo nhiều thì contrast thay đổi càng nhiều ha, nhưng mà mình chỉ cần làm nhẹ như vậy thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo vô cái detail rồi nè, vô cái detail mình sẽ zoom cho bạn coi cái da, da mặt á, mình sẽ tăng sáp phần lên một chút xíu, tăng lên 10 để cho cái da mặt này nó sắc nét hơn ha. Đó, detail thì cái tấm ảnh này mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mới vô cái kênh chỉnh màu đây, đó là kênh HSL này ha. Thì mình lại vào cái tab, nó có ba tab này, Hue này, Saturation và Luminance, thì mình vô Saturation ha, để mình coi những cái màu nào nó rực quá thì mình giảm. Ở đây chắc chắn là nó là hai màu, màu vàng và màu xanh lá cây rồi nha, mình giảm nó xuống, mình giảm nó xuống, xanh lá cây cũng vậy, giảm rồi ha. Tiếp theo nữa, bây giờ mình sẽ vô cái phần speed toning này này ha. Thì bây giờ mình thấy cái vùng highlight, nhất là cái vùng mặt chỗ này nó vẫn hơi 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 đỏ đó ha. Thì mình sẽ ám cho nó lên đây một chút xíu cái màu blue. Các bạn đầu tiên là chọn mã màu blue cho mình là mã tầm 200 ha. Đó, mình ám lên một cái phần rất nhẹ là 5 thôi nhé. Ám lên phần blue, lên cái phần highlight, tự nhiên da nó trắng hơn ha. Đó, chỉnh da có nhiều cách lắm nha. Thì đây cũng là một cách này nha các bạn. Rồi, đi mình cứ đi từ đây qua đây đến cái cuối cùng là xong nha. Tiếp theo qua cái kế tiếp là cái lens correction này nè. Chúng ta chỉnh cái vignette một chút xíu, kéo này giảm để cho nó tối bốn góc, để người ta tập trung vào người mẫu ha các bạn. Đó, rồi sau đó chúng ta qua cái cuối cùng là cái này. Thì khi đến đây thì mình sẽ nhìn tổng thể này, coi tấm ảnh này, cái màu nó đã tươi tổng thể hay chưa. Thì cái phần nào chưa được thì mình sẽ cho nó tươi hơn, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái phần camera raw nha. Thì mình nhìn thấy những cái vùng này nó chưa được tươi lắm, mình tăng cái này lên, cứ tăng thoải mái nha các bạn. Thì xong rồi ấy sao đó, tăng lên ha, tăng lên rồi thì mình thấy cái màu xanh màu vàng là tươi đẹp này, chỉ có mỗi cái màu đỏ môi nó hơi hơi ấy thôi, hơi đỏ. Thì mình giảm giảm cái kênh đỏ này xuống để cho cái môi nó bớt đi ha. Đó, 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 rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái đầu tiên này, quay lại cái này này ha, để chúng ta tăng contrast lên tí xíu. Trước khi rồi, để chúng ta OK ha. Thì như vậy là chúng ta đã sử dụng xong cái camera RAW để chỉnh màu cho cái ảnh này nhé. Đó. Rồi bây giờ các bạn chọn cho mình năm cái layer chỉnh màu này, nhấn Ctrl G để group nó lại, đặt tên nó là color ha, để chúng ta biết được đây là cái group color này ha, còn cái này là cái retouch này, đây là cái gốc này. Rồi bây giờ các bạn coi cái trước và sau nha, trước sau, trước sau đó ha. À, các bạn nhớ like video này và comment một cái gì đó để ủng hộ mình ha, hoặc là bạn nào mà ủng hộ mình hơn nữa thì có thể chia sẻ cái video này về. À, để cho các bạn khác cùng xem, bởi vì biết đâu có những người bạn của mình đang cần để học hỏi thêm thì sao, hay tham khảo thêm thì sao nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy. À, mình là Cường Ca Photographer. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.